tại sao chúng ta tắm Phật? Tắm Phật tắm tâm về chốn tịnh, thọ thực như thuốc để chữa bệnh, không một mảy bụi trong chân ngã, đi đứng ngồi nằm luôn trong định. Hòa thượng Tuyên Hóa giải thích ý nghĩa về lễ hội Phật giáo này. Tại sao chúng ta tắm Phật? Tắm Phật là một hình thức tưởng niệm ngày Đức Phật Thích Ca ra đời. Tại sao có nhiều người tưởng nhớ đến ngày đản sanh của Phật? Đó là vì từ vô thủy, Ngài đã tắm cho rất nhiều vị Phật khác. Tắm Phật là một cách để chúng ta chuẩn bị thành Phật trong tương lai. Đức Phật là bậc đại giác ngộ và thông suốt tất cả. Thật ra thân Phật thì hoàn toàn trong sạch và không cần tắm. Nhưng tại sao chúng ta lại tắm Phật? Nghi lễ tắm Phật là một cách biểu lộ sự hiếu đệ của chúng ta đối với Đức Phật. Khi Đức Phật Thích Ca đản sanh, có 9 con rồng đến tắm cho Ngài. Cho nên ngày nay, chúng ta tiếp tục nghi lễ tắm Phật này. Là Phật tử, chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ và trung thành với vị bổn sư của mình. Trích Kim Cang Bồ Đề Hải, tháng 4 năm 1996. Ha, ha, ha,